Nam Phương Hoàng hậu, bà hậu duy nhất của 100 năm triều Nguyễn, có tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh vào năm 1912. Bà vốn xuất thân từ một gia đình giàu có trí thức ở Gò Công, nay thuộc thị xã Gò Công, Tiền Giang. Nhắc đến cái danh xưng Nam Phương Hoàng hậu, hẳn là ai trong chúng ta cũng đều tưởng tượng ra một vị hoàng hậu đẹp kiêu sa đài cát. Thế nhưng ít người biết rằng, nhan sắc của bà còn nghiêng nước nghiêng thành, đến độ khiến bà được phong danh hiệu Hoa hậu Đông Dương những tận 3 lần. Thuở mặn nồng, vua Bảo Đại say mê Thị Lan vô cùng. Ông đã viết lại như sau. Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ, làm cho tôi phải say mê. Ấy vậy mà ngọt ngào đến mấy rồi cũng phải tan thành mây. Giờ đây khi nhắc lại tình sử của vị hoàng hậu nổi tiếng, hậu thế chỉ còn biết nói đến hai từ đắng cay và chua xót. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Taka tìm hiểu. Nam Phương Hoàng hậu, tình sử đắng cay và những ngày cuối đời đơn côi ra đi trong bạo bệnh. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua một chút về thân thế của vị hoàng hậu nổi danh một thời. Theo đó, cha của Nam Phương Hoàng hậu là cụ Nguyễn Hữu Hào, một người giàu có bậc nhất tại miền Nam. Mẹ bà là cụ Lê Thị Bình, lại là con gái cụ Lê Phát Đạt, một trong bốn người giàu nhất Việt Nam thời bấy giờ. Nhờ có nền kinh tế gia đình thuộc hàng khủng, năm 12 tuổi, Marie Therese Nguyễn Hữu Thị Lan được gửi sang Pháp theo học tại tu viện nữ sinh nội trú Couvent de Oisieux, Paris. Tháng 9 năm 1932, sau khi hoàn thành tú tài Pháp, tương đương với tốt nghiệp trung học, thì bà trở về nước. Thuở ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt, ai cũng phải ngây ngất, sững sờ trước nhan sắc khuynh đảo cùng khí chất và trí tuệ hơn người của Nguyễn Hữu Thị Lan. Đó thì cũng chính là lý do vì sao hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu còn gắn liền với những đặc quyền có 102 trong lịch sử của nước ta. Đầu tiên là phải nhắc đến chuyện bà là vị thê tử duy nhất của hoàng đế được phong hoàng hậu khi còn sống. Vì 12 đời tiên đế nhà Nguyễn trước đây, tất cả các bà chánh cung chỉ được phong tước hoàng quý phi, đến khi chết mới được truy phong hoàng hậu. Không chỉ có như vậy, bà còn là vị hoàng hậu duy nhất của nhà Nguyễn mang quốc tịch nước ngoài. Nói đúng hơn, bà chính là một công dân Pháp trước khi về làm thê thiếp của vua Bảo Đại. Nam Phương Hoàng hậu cũng là vị hoàng hậu đầu tiên của triều Nguyễn được ân sủng cho phép dùng trang phục màu vàng, màu sắc trước nay chỉ dành riêng cho hoàng đế. Ngoài ra, vua Bảo Đại còn dành rất nhiều tình cảm cho hoàng hậu, ngay như ở cái tên ông ân sủng ban cho bà. Tôi đã chọn tên trị vì cho bà hoàng hậu mới là Nam Phương. Nam Phương có nghĩa là hương thơm của miền Nam. Cái điều đặc biệt nhất phải nói đến ở đây chính là việc bà là người vợ đầu tiên và duy nhất khiến cho vua Bảo Đại phải chấp nhận bãi bỏ hậu cung, tuân thủ theo chế độ một vợ một chồng. Chuyện ong bướm của vua Bảo Đại thì hẳn đã 10 phần rõ 8 rồi. Thế mà nhưng trên thực tế, ngoài Nam Phương Hoàng hậu, trong nội cung không hề có thêm một phi thần chính thức nào cả. Nhiều đó đủ để thấy cái giá của sắc đẹp đi đôi với trí tuệ đúng là cao ngất ngường, phải không nào? Bởi không phải chỉ vì nhan sắc, sự khôn khéo, học vấn uyên thâm cùng với tư tưởng phương Tây hiện đại của Nam Phương Hoàng hậu mới dẫn tới sự thay đổi to lớn đến như vậy trong triều đại phong kiến trăm năm của nhà Nguyễn. Chuyện tình vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, đàn gái được yêu chiều hết mực. Trong một cái buổi dạ tiệc tại Đà Lạt, vua Bảo Đại đã có cơ hội gặp Nguyễn Hữu Thị Lan và họ đem lòng cảm mến nhau từ đó. Đó thì cũng chính là cuộc gặp gỡ định mệnh cho một câu chuyện tình đẹp và những kỷ lục đầu tiên trong lịch sử triều đình phong kiến Việt Nam. Theo đó, khi vua Bảo Đại hỏi cưới thì gia đình nhà Nam Phương Hoàng hậu đã ra các điều kiện sau. Phải tấn phong bà là chánh cung hoàng hậu ngay trong đại lễ thành hôn. Phải được giữ nguyên đạo công giáo và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật công giáo và cũng được giữ đạo. Riêng Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật giáo. Cuối cùng là phải được tòa thánh cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau. Vì những cái điều kiện có phần yêu sách này, cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu ban đầu đã gặp phải rất nhiều phản đối. Tuy nhiên trước hoàng tộc triều Nguyễn, Bảo Đại đã nói rằng trẫm cưới vợ cho trẫm, chứ đâu là phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình. Từng đó đủ để thấy tình yêu của vua Bảo Đại dành cho Nam Phương Hoàng hậu quá đỗi mãnh liệt, vượt qua tất thảy mọi lời khuyên ngăn, phản đối của mẹ cũng như triều đình. Cuối cùng thì vào ngày 20 tháng 3 năm 1934, vua Bảo Đại đã tổ chức đám cưới với bà Nguyễn Hữu Thị Lan tại Điện Kiến Trùng. Hai năm sau ngày cưới, hoàng hậu đã hạ sinh người con trai đầu tiên là Nguyễn Phúc Bảo Long. Rồi lần lượt đến những người con tiếp theo, tất thảy có hai trai ba gái, gồm Nguyễn Phúc Phương Dung, Nguyễn Phúc Phương Mai, Nguyễn Phúc Bảo Thăng
và cuối cùng là Nguyễn Phúc Phương Liền. Màn đánh ghen đắt giá bậc nhất lịch sử. Dù từng được yêu thương và nâng niu như châu như ngọc, cuối cùng Nam Phương Hoàng hậu vẫn bị vua Bảo Đại lạnh nhạt để mà chạy theo niềm vui ong bướm của mình. Ở đây chắc không ai là không biết đến sự vụ chấn động năm ấy, khi mà Nam Phương Hoàng hậu quyết định viết lá thư tay chị tiệt nòi tiểu tam là Lý Lệ Hà. Theo đó, Lý Lệ Hà xuất thân là cô gái đất cảng Hải Phòng. Bà nổi tiếng từ ngôi vị hoa khôi của cuộc thi hoa khôi đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Sau này, bà trở thành kỹ nữ lừng danh chốn Hà Thành và là niềm khao khát của đàn ông thời bấy giờ. Dù đã có chồng, nhưng khi gặp vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà đã trúng tiếng sét ái tình và chủ động tiếp cận, tấn công cựu hoàng một cách dữ dội, khiến cho một người trăng hoa như Bảo Đại cuối cùng phải đổ gục trước bà. Không những vậy, mỹ nữ họ Lý còn dốc hết tiền tiết kiệm để vua Bảo Đại chi tiêu thoải mái tại những cái chốn vũ trường, ăn nhậu và chơi bời. Chính cái sự mê đắm của cặp đôi này đã khiến cho Nam Phương Hoàng hậu viết thư tay gửi cho Lý Lệ Hà và trở thành giai thoại màn đánh ghen đắt giá nhất lịch sử, nổi tiếng cho đến tận ngày nay. Trong thư thì Nam Phương Hoàng hậu chỉ viết vỏn vẹn 66 chữ: "Em Lý Lệ Hà thân quý, chị ở xa Đức Cựu Hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu Hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Tử Cung Thái Hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em, chị Nam Phương." Từng lời từng chữ mang ý tứ của kẻ bề trên muốn dằn dạy cho kẻ dưới. Giọng văn hiền như sương khói, dịu dàng và thấm đẫm, mà khi đọc lên, cho dù không là người trong cuộc vẫn thấy rất là rõ ràng. Không một lời mắng chửi, không một câu hờn giận, không ngôn từ nào mang tính chất nhục mạ, nhưng mà vẫn thể hiện uy quyền và sự sắc sảo. Xem ra sau khi chút hết những lời này với tiểu tam chờ chẽn, cũng là lúc Nam Phương Hoàng hậu quyết định đoạn tuyệt với người chồng đầu gối tay ấp, có chung năm mặt con, người mà đã từng thề nguyện sẽ một vợ một chồng mãi mãi ở bên bà, nhưng mà sau cùng thì lại không làm được điều đó. Cũng chẳng hay Lý Lệ Hà cảm thấy như thế nào sau khi đọc xong những dòng trên, nhưng tủi hổ và bẽ bàng là cái điều chắc chắn rồi, phải không nào? Cuối cùng thì đó là những ngày cuối đời của vị hoàng hậu cuối cùng cho lịch sử Việt Nam, cô đơn và chua xót. Sau sự sụp đổ của triều đình phong kiến nhà Nguyễn, tình hình chính trị và quân sự giữa Việt Nam và Pháp rất là căng thẳng. Khi đó, Nam Phương Hoàng hậu đã quyết định đưa con sang Pháp vào năm 1947. Thời gian đầu, lâu đài Torrent tại Caen là nơi mà mẹ con bà sinh sống. Những người con của bà cũng theo học tại trường Couvent de Ostiot, nơi bà từng học thời con gái. Hàng ngày, ngoài việc chăm sóc con cái, bà thường đọc sách báo, chăm sóc vườn hoa, buổi tối thì chơi piano. Những ngày lễ, bà cùng các con ra phố xem phim hoặc là mua sắm. Về sau, Nam Phương rời Caen, dọn về lâu đài Domaine de la Paix ở vùng quê Chabinac, cách Paris chừng 400-500 km. Dù là biết vậy nhưng vua Bảo Đại cũng rất hiếm khi ghé thăm. Có chăng là một năm chỉ ghé qua một, hai lần trong thoáng chốc mà thôi. Lần về lâu nhất của cựu hoàng là đám cưới con gái Phương Liên, nhưng mà cũng chỉ kéo dài trong vài ngày. Những năm sau đó, căn bệnh tim của Nam Phương Hoàng hậu diễn biến ngày càng nặng. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1963, sau khi ra ngoài chơi, bà đi tắm và sau đó cảm thấy đau cổ và sốt. Bác sĩ đến khám cho biết bà chỉ bị viêm họng nhẹ. Thế nhưng cơn khó thở mỗi lúc một tăng và bà đã qua đời khi mà bác sĩ còn chưa đến kịp. Trong cái giờ phút lâm chung, ngoài những người giúp việc, bên cạnh bà không có lấy một người thân. Được biết là mộ của Hoàng hậu Nam Phương hiện nay vẫn nằm tại Nghĩa trang Công giáo tại Chabrinac. Trên bia có dòng chữ tiếng Pháp, dịch là: "Nơi đây an nghỉ của bà Hoàng hậu Việt Nam, bà Jane Mariette Nguyễn Hữu Thị Lan, mùng 4 tháng 12 năm 1914, 15 tháng 9 năm 1963. Mặt sau thì ghi dòng chữ Hán: Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu chi mộ. Có thể nói là dù trải qua cuộc đời gian truân và chuyện tình buồn với vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu vẫn khắc sâu trong lòng ấn tượng của hậu thế vì hình ảnh một người phụ nữ đặc biệt có nét đẹp phương Đông và trí tuệ của phương Tây. Bà để lại những giai thoại hết sức là đẹp, có phần cay đắng nhưng mà cũng vô cùng ấn tượng trong lịch sử Việt Nam. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.